Blue Bunny, Thỏ Xanh TV. Lợn con thích học chữ. Mỗi ngày lợn con đều chăm chỉ học chữ để biết chữ, biết đọc truyện tranh. Trong lúc đó các bạn khác ở nông trại thì lười học lắm. Bạn dê mới nói thẳng với bạn lợn rằng: chúng ta cần biết chữ đi làm gì chứ? Chỉ cần có cái ăn no bụng, có chỗ ngủ ấm áp là được rồi. Gần đây có một con cáo rất là táo tợn, nó đi săn mồi giữa ban ngày ban mặt và cứ lảng vảng xung quanh nông trại rất nguy hiểm. Để bảo vệ các con vật của mình, bác nông dân đào một cái hố ven bờ rào để đặt bẫy cáo. Bác cũng cẩn thận viết một tấm biển ngay miệng hố: cẩn thận, ở đây có bẫy, để cảnh cáo mọi người. May nhờ lợn con biết chữ nên đã bảo các bạn tránh xa chỗ ấy. Bấy giờ dê mới nhận ra rằng biết đọc chữ, đọc sách là vô cùng hữu ích. Mời các bạn nhấn đăng ký kênh và nút chuông để nhận thông báo các video mới nhất nha. Xin chào.